đồng hành cùng niềm tin, hơn 20 năm kiến tạo giá trị, Hacom khẳng định được vị thế là thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, luôn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, đưa sản phẩm đến với khách hàng một cách nhanh nhất, đặt sự tận tâm để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúng tôi tự tin với quy trình sửa chữa vận hành chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm cùng cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại để trang bị tại tất cả các hệ thống showroom trải dài trên khắp cả nước. Dịch vụ thay thế linh kiện laptop luôn là một trong những điểm sáng khi khách hàng nhắc đến Hacom, bởi tại đây chúng tôi tin rằng uy tín tạo dựng niềm tin. Đến với Hacom, khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ thay thế linh kiện laptop gồm 3 bước chi tiết như sau. Bước 1, kiểm tra sản phẩm trước khi thay thế. Kiểm tra viên tiếp nhận, khai thác thông tin và kiểm tra tình trạng sản phẩm. Đánh giá, tư vấn hướng khắc phục và thông báo cho khách hàng chi phí dự kiến. Bước 2, thay thế linh kiện. Hướng dẫn khách hàng sao lưu, chuyển dữ liệu trên thiết bị cần thay thế. Thông báo cho khách hàng những phát sinh có thể xảy ra trong quá trình tháo gỡ linh kiện thay thế. Tư vấn giải pháp bổ sung khi phát hiện các hư hỏng hiện hữu hoặc tiềm ẩn trên sản phẩm của khách hàng. Mời khách hàng kiểm tra trực tiếp linh kiện dùng để thay thế linh kiện cũ, hỏng trước khi kiểm tra viên lắp đặt vào máy. Bước 3, hoàn thiện và bàn giao sản phẩm. Kiểm tra viên kiểm thử sản phẩm sau khi hoàn tất thay thế linh kiện và vệ sinh vỏ máy. Mời khách hàng đồng kiểm tra, thanh toán chi phí thực tế và tiếp nhận bàn giao sản phẩm. Đằng sau mỗi linh kiện được thay thế đều là sự tận tâm, trách nhiệm của cả một tập thể, đội ngũ nhân viên với hy vọng sẽ mang đến những trải nghiệm, dịch vụ tốt nhất khi quý khách đến với Hacom. Hơn 20 năm một chặng đường, đến nay, công ty cổ phần đầu tư công nghệ Hacom tự hào vì luôn nhận được sự ủng hộ, tin tưởng từ phía quý khách hàng, đối tác. Đây cũng chính là lý do thúc đẩy Hacom không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới. Quý khách hàng hãy đến trực tiếp tại showroom của Hacom trên toàn quốc để tận hưởng các dịch vụ uy tín nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ với hotline 1900 1903 để được tư vấn hỗ trợ, hoặc truy cập tại website hacom.vn để tìm hiểu thêm về các